Cái này là hút mật đỗ quyên, mình thả luôn bạn ơi. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục đi đánh chim. Sẵn mình dợt lập cái con chim chèn này, nó mới lên giọng luôn à. Đây con năm màu mái. Cái lập này đây bạn. Lập này vừa rồi video cái video trước á là mình đi bỏ 7 màu vô mình đánh. Giờ mình đấy nè. Đánh con năm màu, lấy năm màu đánh mọi người. Giờ trưa nắng ăn hóc à. Giờ mình sẽ đi đi thay mấy cái lá này, mình lỡ mình bẻ mấy cái lá tươi mình thay vô. Thôi, giờ mình sẽ đi đi thay cái lá vô thôi các bạn. Bỏ mấy cái lá khô này đi. Đẹp. Tìm mấy cái lá tươi. Dùng xuôi. Dùng vô cái dùng xuôi này. Vừa rồi ở chỗ này lấy 7 màu mình đánh. Mà toàn là 5 màu dê không, không. Chắc trong vườn cao su này không có 7 màu thôi. Dập cái con chim chiền này lên. Để mình thay cái lá này mọi người. Xong. Ngụy trang xong cái lọc xong rồi. Đơn giản. Rồi. Mẹ 4 cái lá cao su bỏ vô. Đơn giản vậy thôi. Ít vậy cho chim bổi nó về á, cái con chim trong lòng nó thấy nó hót cái vụ này. Về. Chứ mình làm kính quá vậy rồi, làm kính quá. Cái con chim trong lòng nó cũng thấy con chim bổi về, không có kêu. Giờ thì treo lên thôi. Mớm luôn rồi bạn ơi. Dạ rồi. Bây giờ nó hết kêu luôn rồi. Ở nhà nó kêu quá vậy kêu bây giờ. Đeo lên không dám kêu luôn. Dạ không kêu. Tập giờ kêu đây là được rồi. Thank you.
to be continued. Thì mấy hôm nay mình đi đánh không có, nay mình đổi chỗ rồi. Từ nhà mình lên đây tới 40 cây số, lên gần lên trên trên rừng trên đây, không đánh vòng vòng nhà nữa. Đây thì có hàng rồi mọi người, vô đây. Đó. Giờ mình lấy số. Này đứng cho mát mát để coi được tâm như thế nào. Đâu nữa chiền chấm mà thì trống chắc cú mà có râu rồi. Rồi tắt cái máy người tiếp tục mình đi đánh tiếp con này. Thank you.
chương mít xanh chứ quay xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.